Tiếp tục thi đấu trên sân nhà ở vòng 10 V-League 2023, nhưng các cầu thủ Bình Định đã không tận dụng tốt ưu thế khi bị Hải Phòng chia điểm với tỷ số 1-1. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của đội bóng đất võ và làm cho họ lỡ cơ hội trở lại top 3. Raphaelson, tác giả bàn gỡ hòa cho Bình Định. Mục tiêu giành 3 điểm được các cầu thủ chủ nhà thể hiện ngay từ đầu trận khi đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau khoảng 10 phút đầu vất vả chống đỡ, Hải Phòng dần lấy lại thế trận và uy hiếp khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Chính đội khách mới là đội tạo được nhiều cơ hội tốt ở hiệp đầu. Những nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp ở phút 41 với bàn mở tỷ số từ pha đá Bùi Cận Thành của Hải Huy. Tương tự như đầu trận, sang đầu hiệp 2 Bình Định tiếp tục ép sân Hải Phòng. Nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra trong vòng 16m50 của đội khách và thủ môn Đình Triệu đã có hiệp đấu đầy vất vả. Hiệp 2 vừa vào được 3 phút, Đức Trinh đã có pha đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Đình Triệu xuất sắc cứu thua. Ép sân nhưng không cụ thể hóa được các cơ hội thành bàn thắng. Phút 65, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tung Hồng Quân vào sân để hình thành bộ ba tiền đạo bên cạnh Raphaelson và Đức Trinh. Hà Đức Trinh thi đấu khởi sắc ở hai trận vừa qua. Đến phút 70, đội chủ nhà đã đưa trận đấu về lại vạch xuất phát sau pha đệm bóng cẩn thành của Raphaelson khi bóng dội xa trở ra từ cú đánh đầu của Đức Trinh. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà thi đấu lấn lướt và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm trong vòng 16m50 của Hải Phòng. Raphaelson bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội tốt có thể giúp Bình Định vượt lên. Chia điểm với tỷ số 1-1, hai đội nhìn chân nhau trên bảng xếp hạng. Bình Định vẫn đứng thứ tư với 15 điểm, trong khi Hải Phòng với 12 điểm đứng vị trí thứ 7.